Xin chào tất cả bà con. Chào mọi người. Hôm nay tôi với nhỏ sẽ có một cái phi vụ thật là đặc biệt các bạn. Phi vụ rất là lớn. Sau khi nhận được tình báo của anh Hùng thì tụi tôi sẽ mài dao rồi chuẩn bị đi bắt kẻ vượt ngục các bạn. Nó tính vượt ngục ra khỏi đầm Mã Trắng, và điều này là không thể nào được. Bây giờ tụi tôi sẽ đi để bắt nó. Đầm Mã Trắng là chỉ có vô chứ không có ra được các bạn. Dao bén như nhỏ. Dao bén không? Đây là một cửa ra mà mình nó đâu biết mình đón lỏng ở đây đâu nhỏ. Đâu giờ nằm đâu rồi? Hả? Trong đó hả? Anh Hùng kêu là nó chui vô trong đây nè các bạn. Giờ tôi sẽ vô sẽ trấn áp nó. Không biết nổi không biết. Con này thuộc quái vật các bạn. Nó là quái vật rồi đó. Ở ngoài đây gió các bạn, nó hơi ồn các bạn thông cảm nha. Được không? Tụi mình làm lại không? Xuống anh phụ em quá à. Có con này thì sợ thì nó thủ dao sẵn đi. Nó mà phóng ra là cầm chặt liền. À, cho nó chết đừng để sống à. Đây là vùng bẫy của ta. Gì? Cái gì nó càng im nó càng nguy hiểm á nhỏ. Cẩn thận á. Dọn trống chỗ rác luôn. Đấy nó phi mình nó chụp. À. Có gì là chặt liền á. Đây là cái khúc cây cứng rồi các bạn. Hả? Anh Hùng kêu nó khủng khiếp lắm á. Rồi, xuống bức tông tí. Rồi. Anh xuống đây có gì anh phụ em một tay chứ. Không, anh cầm cái quan nguy hiểm quá, cầm cái này đi. Nó chắc. Không, anh này em cầm cái gì em trấn áp nó được chứ. Anh sao mà tự cầm phụ em đó. Ừ. vậy? Ê, từ từ nhỏ. Nó là dáng gì đó, màu xám ta? Nè, biết đâu. Ủa? Biết rồi, thấy rồi, biết rồi, con gì rồi? Đâu? Kéo lên đây. Cầm chắc cái đầu đây nè. Cầm chắc rồi. Ôi. Đây nè các bạn. Con quái vật cái tính vượt khỏi đầm mà trắng đây. Chạy hả cưng? Chạy hả? Mà tính thoát hả mày? Nó muốn dài, muốn nửa cái lú luôn. Ghê không? Chào bá luôn nè. Ồ, nó thở ghê không nhỏ? Trời ơi, đây đi về đó, không có ai mà vượt ra khỏi được cái đầm màu trắng. Cái đường đó, đường tính nó vượt ngục rồi các bạn. Nó vượt ngục ra sông rồi, ra đầm xong ra sông này. Dễ hả? Đây mang lên. Rồi, mang lên. Tính nào cặp bẫy. Tính vượt ngục của không? Mày. Ôi, xong rồi. Ôi ôi, con này ghê lắm nhỏ ơi. Nó như con heo vậy á. Lên. Được không? Lên. Nặng quá. Tới đến đây này. Kéo lên em đây, lên á. Ôi, từ từ chưa đứng có thế. Rồi. Rồi. Đâu? Được, rồi, đây rồi. Rồi. Ôi ôi, con thì bự lắm các bạn. Ui, nhìn trong đá. Ui, từ từ coi. Con này sao? Cái gì vậy? Này dáng gì đây? Nó xám à? Ừ. Nó xám là dáng gì ta? Đánh mặt nó thôi. Nhấn chung mà xong màu xám. Hở đầm mã trắng này như là mắt của con nó giống như nó đột biến hết đi sao á. Bông súng thì màu đen, màu trắng. Rồi con giờ dán chung là màu xám. Dán chung rồi các bạn, giờ thành màu xám rồi nè. Nó đẹp á. Và quan trọng là cái con quái vật này nè các bạn. Bây giờ đổi vô trong bao các bạn. Lắm rồi. Anh Hùng kêu anh Hùng nhìn thấy nó, anh Hùng sợ mà. Rồi. Cái bao vừa không biết. Hả? Cái bao vừa đó không? Trời, cho vô này nó gấp người cả. Tao gửi à? Nó lớn quá ta. Bão sao? Mưa lớn mà hả? Mấy bữa đây mưa lớn quá hả? Mưa nó ngập này thì nó mới phóng được qua chứ không. Tính vượt ngục ra. Lươn nữa. Có lươn nữa các bạn. Ui, cái mặt nó kìa. Ôi. Ôi. Trắng kỳ thì trung kỳ à. Trung không gian thôi. Lắm rồi ôi. Tàn cái mặt con tay. Rồi vô. Sao em đỡ vô nổi? Hả? Sao em đỡ vô được? Được, đến nhất là giữa lên. Đổ này vô, để vô. Nó tự lách vô rồi. Rồi, lách đi, đổ vô. Ý, nó ra tròn lòn à. Được không? Nó bự quá. Căng. Rồi. Cái lớn này nó đỡ dãy. Mấy được. Cái nhỏ này nó dãy nhiều hơn. Trời ơi. Trời ơi. Ý có. Ủa, nặng quá mình ơi, sao vậy? Yeah. Rồi, giờ em nhân báo lên. Dưỡng gì rồi? Ấy, từ từ con này. Cái gì vậy? Con mấy em xinh xinh. Không luôn. Tấm này nó biết mình đúng mà. Đây nè, này dưới ngạnh nó sao nè. Đó nè. Cái gì? Coi ra đây. Dướng ngạnh kìa. Cái đầu nó. Rồi đó, nó dướng ngạnh đó đó. Em kéo lên cái nó lên đầu luôn. Trời ơi, con này cái vàng này nếu mà nó dài ra nó dài hơn cái bao luôn nè. Nó gấp người lại á. Ghê không? Bự quá à. Nhỏ ghê không? Nhắn chung thì sao nhìn nó kỳ quá ta. Chung đi. Màu xám quá bạn. Đây đột biến giang nè, lùm. Con này đẹp ghê á nhỏ. Màu xám đẹp ghê á. Ừ. Thôi vô đi. Cả cá trê nữa nè, trê nhỏ nè. Các bạn là cá trê bình thường nè. Rồi, từ từ. Nó rủ nhau bỏ trốn đó đó. Cá trê nhỏ nè. Còn con này các bạn thấy không? Hai con nè. Nè, cầm lên cái đuôi đó là biết rồi nè. Rồi, cái đuôi nè. Trời ơi, to bằng bàn tay em rồi đó. Rồi. Nếu chắc là đi chạy. 17 kg có. Con tầm chục ký hơn chục ký á. To nếu mà dài là dài hơn bao các bạn. Gấp người lại thì nó nhỏ. Ghê không? Cột lú lại đi. Mang lên trên. Rồi quay các bạn xem cho nó kỹ. Nhỏ. Hôm nay hai anh em mình là lập công á. Đi tuyên án. À, chủ nhật này anh Trọng bên anh Trọng có đám á nhỏ. Hay mình đưa tên dược ngục này qua đó à? Rồi cho Trọng cảnh sát cho anh xử lý xong. Anh Trọng là công an rồi, cho anh Trọng giải quyết luôn. Tính dược ngục nữa. Đi, lên. Nặng lắm. Ừ. Được không? Được, từ từ không ơi. Lăn cái nó không chụp kịp đâu. Cái lớn vậy nó ít vậy. Giờ thả ra nó vậy. Ừ, thả ra quất anh cái này nó chạy. Con này mà xuống nước đánh lòi ruột cho luôn, dở nha. Trọng nhớ cầm con rựa kìa. Anh Hùng ơi, bắt được nó nè. Đúng rồi. Sau khi nhận được tình báo của anh Hùng nè. Đây anh Hùng các bạn. Anh Hùng chào mọi người nè. Anh Hùng nói tụi tôi là có kẻ vượt ngục rồi nè. Mà tôi không nghĩ nó bự dữ gì đâu. Ghê thiệt á. Bự ghê anh Hùng ơi. Con là cả chục ký hơn chục ký á. Sáng lại vợ coi thấy nó thảy xuống nhấp bắt. Bự quá. Cái đầu đây, cái đầu nó ở nè. Đầu không có sợ. Bự ghê á. Con này phải chục ký có á. Hôm mưa to nó vô. Tính đào thoát khỏi đầm mã trắng nè. Nè nó gấp người lại nè. Nó không là người nó dài hơn cái bao luôn á. Ghê không? Thẳng người ra là dài hơn bao á. Này chủ nhật đám của anh Trọng á, mang qua cho anh Trọng giải quyết nữa. Mưa lớn mà vợ mấy lúa bên kia những cái vắn mai con rắn con súng bắn chung quá trời luôn Hùng. Cái súng á em có con gỡ hôm qua mới gỡ mớ con súng cột bự, rắn con súng bự gấp đôi con rắn hổ hành á. Ghê không? Khủng lồ. Ghê các bạn. Kéo cái đầu lên. Ly. Để lại. Rồi. Ôi. Kìa. Ghê các bạn. Ôi. Tẩu thét ghê. Trên đây đâu chạy được, đây đâu chạy được đâu. Chắc là nó vô phải mấy ngày nữa nhỏ ơi. Nó vô mấy ngày rồi đó. Cái lú nó có ai thăm đâu mà. Nó lâu anh Hùng thăm. Ú à ha. Ú no. Ôi trời ơi. Đã ha. Ghê rồi các bạn. Con này tôi nghĩ tầm xuống nó vả cá là mệt luôn á. Tầm chục ký. Ghê. Yeah. Nhỏ gì nhỏ? Hả? Con này đánh cái lò ruột luôn á. Cái ngạnh lên nè. Ghê lắm. Cái này nè. Ghê. Lì hả? Lì. Lĩnh vực ngục hả? Đã nhỏ. Đã luôn chứ. Lâu rồi, bây giờ bắt được rồi. Ui. Bữa này không mừng nó. Mấy con mà tầm 3-4 kg, 4-5 kg rồi á, mình hay bắt được. Con cỡ này là ít bắt được luôn các bạn. Ui cái mặt nó. Cái gì? Nó phải vô cả cái cặp cái sang đấy xương. Con cặp lông đâu rồi nhỉ? Hả? Ôi, anh giấu xong anh để đâu anh quên luôn rồi. Good. Không để quên. Ăn cặp lông các bạn. Dễ chết nè. Dễ chết được các bạn. Mấy con rắn này dễ chết hay lắm, nó có mùi luôn á. Các bạn hửi là nó có mùi giống như rắn chết vậy, nó thúi thúi vậy á. Quát thì còn thúi thúi. Các bạn đụng vô là mệt á. Đó. Hồi sáng anh tưởng nó chết không á. Sao hôm nay màu đẹp quá ta. Hả? Hôm nay màu vàng hơn nè. Nó trên khô á, bữa nó mấy bữa nó nằm ở dưới nước 8 mét. Ôi. Sao đây chúng đây lại là nè, rồi sao? Nó dậy á. Dậy con xuống kia là mệt á. Đây. Này cứ phải. Cái cầm này thôi là được rồi. Công nhận lì thiệt. Chứ ai nói gì đâu. Như làm ghê quá. Đây, này tôi sẽ để con cá này các bạn. Nay mình không mừng mà để mang qua cho anh Trọng. Sắp sửa chủ nhật này là đám rồi, cho nên là mang qua để mình mừng. Con này là làm lên là chục người ăn các bạn. Ăn con này hai anh em mình ăn là tháng làm khô ăn cả tháng á nhỏ ha. Ủa gì đây? Ủa bị bẻ trứng nhỏ ơi, nó đẻ trứng rồi. Dạ. Ủa nó đang đẻ trứng nè. Đẻ trứng không ơi? Không phải nó đẻ. Nó đẻ trứng ra luôn các bạn. Cá chê đang đẻ trứng rồi các bạn. Trời ơi trông kìa. Tụi đó bao nhiêu ngàn trái. Lát mà hút còn thả dưới rồi ha. Thôi mà nó nở ra ăn hết rau á. Bữa giờ anh Phong diệt cá hoài chưa hết á. Trời trứng này trứng của nó nè. Cái này nó vô lú lâu rồi. Ui. Rồi. Lát ở lâu căn biệt thự mệt luôn nè. Ý là để ở đây nó quay cho các bạn xem nó nhiều. Tôi đang quay nữa mà nó lấy cái đuôi đập cái bốp phát. Gấp cái máy quay vô luôn. Ê đừng chết. Ý là nó kêu là ai cho mày quay tao á. Ghê thiệt. Đó đó nói xong nữa đó. Anh ta lại cùng vậy đó. Ghê quá. Chà bá luôn. Có cái cân đây ha, cân ở trên trời bên kia không nhỏ? Ừ. Có mang lên cân ha. Con này tôi nghĩ nó phải tầm chục ký á. Dạ. Này thì hôm nay mình không làm món ăn được rồi. Tại vì chủ nhật mình qua bên Trọng. Không biết là có quay bên đó là làm mấy món đồng quê. Tôi qua làm mấy món đồng quê, không biết có quay. Nếu mà quay được thì mình sẽ chia sẻ các bạn xem. Còn bây giờ thì mình nghĩ là sẽ kết thúc video ở đây. Còn và con cá này thì các bạn thấy rồi, nó hoành tráng lắm các bạn. Nó dài bao nhiêu? này, một nè các bạn, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, đây là tay anh là 22 một mét mốt nữa, gần 1m2 á, gần 1m2 các bạn. Ủa, nó cao hình bằng em, nửa em này. Gần 1m2, em có 1m6 mấy. Đúng rồi, gần 1m2 các bạn. Con dài thế. Ồ, nó đến đây em rồi nè. Ừ, con gì nữa. Ok, thôi mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Nếu như các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ video này cho mọi người xem. Và đừng quên nhấp vào quảng cáo để ủng hộ mình với lại nhỏ. Mình với lại nhỏ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye. Xin chào tất cả bà con. Bước ngục. Bước ngục.